Hello, xin chào mọi người. Hôm nay người tài xế đang khởi động xe nha. Đang khởi động chuẩn bị đi. Đây, chờ mi đây. Rồi tí nữa lên dọc này nhé. Không, nếu mà lên nổi thì chắc xe nó khỏe lắm đấy chứ. Xe xong máy nha. Chờ mi đây lúc luôn. Không bao giờ thiếu chỗ nào. Ok. Chuẩn bị đi rồi. Xe đỗ ba câu nha. Nó đi với tắt máy luôn. Lên không nói rồi. Đấy, xe nó lên không nói rồi. Chở quá nặng nha. Tại vì máy nó yêu á, chắc nó bị sao á, nó bị yêu hơi sao á, hay là yêu ga, mình không biết nữa. Đúng rồi, không hết ga. Rồi, hello, xin chào mọi người. Người tài xế nó biết mà, còn mình thì chịu ạ. Đây, xe ba câu nha. Ba câu. Chờ đầy lúc luôn. Rồi, chờ mi đây. Nhớ mọi người đăng ký ủng hộ đi nhá.